Chào cả nhà nhé. Thì hôm nay em Công xin phép được giới thiệu với cả nhà một cái quạt điều hòa của hãng Daikyo San với model là DKA05000G. Đấy. Quạt thì là cái quạt này với kích thước là 602 x 412 x 1089 mm. Nó được hoàn toàn làm bằng nhựa ABS với chất liệu rất là bền nhé. Đấy. Thì công suất cực đại của nó đến 180W với cái sức gió đạt cực đại đó là 15.000 mét khối trên một giờ. Điện áp 220V trên 50Hz. Thì hướng gió thì có 4 chiều tự động trái phải lên xuống với 3 tốc độ. Độ ồn thì rất là thấp, chỉ bé thuộc bằng 55 decibel thôi. Thì quạt này tiêu thụ khoảng từ 3 đến 4 lít nước trên một giờ với cái diện tích làm mát từ 35 đến 40 mét vuông, rất phù hợp với đặt ở phòng khách, các cái nhà hàng, quán bia đấy. Đấy. Hoặc là thông gió các cái tầng. Đấy. Cái trọng lượng mặc dù là nó quạt này là quạt đến tận 52 lít nhưng mà trọng lượng nó chỉ có 17 kg thôi. Đấy. Đấy, các bạn thấy là thiết kế của nó rất là đẹp. Đấy, mẫu mã thiết kế đẹp, có các cái khay để đựng đá nhé. Phím điều khiển phím cơ nên là chúng ta cũng không lo về cái vấn đề là hỏng hóc về cái vấn đề thiết bị điện tử do cái hơi nước của cái quạt này nó bốc lên. Đấy. Ở trên thị trường đang phân phối với giá của một số như điện máy chợ lớn từ 5 triệu 9 hoặc là nói chung nó dao động từ 5 triệu 3 đến 5 triệu 9 hoặc là 6 triệu. Và cái đặc biệt ở đây ấy, là em thấy rất là thích ở cái hãng Daikyo San này, đấy là chính là cái thiết kế rất là mới ở cái phần lưới ở phía trước. Thường ở các cái quạt thông thường ấy nó sẽ không có cái lưới chắn để bảo vệ kè tay trẻ em. Nên là khi mà quạt ở phía trước thì rất hay bị trẻ em thò tay vào vì thấy các cái cánh vẫy đảo gió trái phải nó hoạt động thì trẻ em rất hay thò tay vào đấy và dẫn đến là cái trường hợp không may xảy ra khi mà cái cánh quạt nó cắt vào tay. Nhưng ở đây thì nhà thiết kế đã thiết kế thêm một tấm lưới chắn bảo vệ cho để tránh cho trẻ em thò tay vào nhé. Thì là bây giờ tất cả các cái hãng ấy, các cái cửa hàng trung tâm thương mại đang phân phối với giá dao động từ 5 đến 6 triệu đồng một cái quạt như thế này. Là với cái chương trình tri ân khách hàng trong cái thời gian vừa rồi đã ủng hộ bên em ấy, thì bên em sẽ dành ngay 10 suất nhé. Sẽ mua cái kiểu quạt điều hòa này với cái giá cực kỳ ưu đãi. Đấy là với 3 triệu 900 nghìn một chiếc nhé. Còn các đại lý cửa hàng nhỏ phía dưới muốn phân phối hay cái dòng quạt Daikyo San này thì là có thể liên lạc trực tiếp với em qua số điện thoại 0966 742 123 nhé. Thì là bên em có tất cả các dòng quạt của bên hãng Daikyo San các bạn nhé. À, các anh các chị các bạn nhé. Đấy, với quý khách nào mà có nhu cầu thì ngay lập tức liên hệ cho em nhé. Thì bên em sẽ ship code. À, nói chung là toàn quốc các cái tuyến huyện thì có sẽ gửi xe ở trong ngày. Đấy. À, rất cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi cái video này của em và mong mọi người hãy luôn ủng hộ cửa hàng điện lạnh Chí Công bên em nhé.